Rồi thì hôm nay được hướng dẫn cho em học bài đầu tiên của hình học lớp 11 chương trình trang trời sáng tạo ha. Đó là bài điểm đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Rồi, chúng ta đi vào phần đầu tiên. Hình học đây. Thì cái phần hình học mình sẽ đi vào bài số 1 ạ. Rồi. Được chưa? Đó. Đó là phần hoạt động khởi động gợi mở kết nối với người học vào chủ đề bài học. Rồi. Môn học hình học phẳng, tìm hiểu tính chất của các hình cùng thuộc một mặt phẳng. Môn học hình học không gian, tìm hiểu tính chất của các hình trong không gian. Những hình này có thể chứa nhiều điểm không cùng thuộc mặt phẳng. Hãy phân loại các hình sau thành hai nhóm hình khác nhau. Ở phân hình hai nhóm là hình học phẳng và hình học không gian á. Đúng không? Rồi. Cái này thầy sẽ đánh số đó. Tại vì mình không đánh số thì mình vẽ hình lại nó lâu lắm. Rồi, ta sẽ đánh đánh số cái hình này lên. Ví dụ đây ta đánh đây là số 1. Số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ha. Đó. Nó chính giữa cho nó đẹp. Thì đánh số lại được chưa? Rồi đặt tên, tức là đầu tiên là mình sẽ đặt tên cho các hình. Rồi mình sẽ trả lời nha. Các hình trên được phân thành hai nhóm sau. Đó là gì? Nhóm hình học phẳng gồm hình học phẳng là mình đã học, mình biết rồi đó. Hình một đó là hình chữ nhật, hình ba là hình tròn, hình sáu là hình ngũ giác đều, và hình tám đó là hình hình bình hành ha. Còn cái nhóm thứ hai đó là nhóm hình học không gian gồm hình 2 đó là hình cầu, hình 4 đó là tứ diện, hình 5 đó là hình trụ, và hình 7 đó là hình lập phương hoặc hình hợp chữ nhật. Rồi nói chung là thầy cũng đang bị bệnh nên cái giọng nó cũng bị khàn khàn này, mà nghe không được rõ đó. Rồi ta đi vào phần mục số 1, mặt phẳng trong không gian. Mặt bàn đi vào phần đầu tiên này, đó là hoạt động khám phá, gợi ý để người học tìm ra kiến thức mới. Rồi, tức là đầu tiên khám phá thứ nhất, mặt bàn, mặt bảng. Cho ta một hình ảnh của một phần mặt phẳng. Đó. Hãy chỉ thêm các ví dụ khác về hình ảnh của một phần của mặt phẳng. Rồi, mình phải tự tìm ra, ví dụ ở trong cuộc sống mình nó có những cái gì. Đó. Các ví dụ khác về mặt phẳng chẳng hạn như là mặt tường, mặt nền nhà hoặc là mặt ghế ha. À, các ví dụ khác về mặt phẳng hình như là mặt tường, mặt nền nhà, mặt ghế, vân vân. Rồi.
Ta đi phần tiếp theo. Điểm, đường thẳng và mặt phẳng là ba đối tượng cơ bản của hình học không gian. Tức là ba cái đối tượng này là chủ yếu, là nó xây dựng lên cơ bản để xây dựng lên các cái khác. Ta đã làm quen với đường và mặt được điểm và đường thẳng rồi, chỉ có khái niệm mặt phẳng là mình chưa biết thôi, trong hình học phẳng. Rồi, trong phần này chúng ta sẽ làm quen với mặt phẳng. Mặt phẳng, mặt sàn nhà, mặt hồ nước yên lặng cho ta hình ảnh một phần của một mặt phẳng, một phần thôi ha. Tức là mặt phẳng là không có bề dày và không có giới hạn. Ha, nhớ là không có giới hạn. Đó. Ta thường dùng hình bình hành hay một viên góc để biểu diễn mặt phẳng và dùng chữ cái in hoa hoặc chữ cái Hy Lạp trong dấu ngoặc để ký hiệu mặt phẳng. Ví dụ, dùng hình bình hành để ký hiệu chữ cái in hoa để ký hiệu mặt phẳng B nè, để trong ngoặc. Là dùng chữ cái Hy Lạp alpha là chữ cái đầu tiên đó, ký hiệu mặt phẳng alpha. Đó, có hai cách vẽ ra một mặt phẳng như thế ha. Rồi, chú ý mặt phẳng B còn được viết tắt là MB, tức là chữ mặt phẳng này là lấy hai chữ cái, nhưng mà để cho gọn người ta chỉ viết chữ B thôi. Đó, là gọn nhất, hiểu chưa? Đó. Vậy cách vẽ mặt phẳng là mình nắm rõ rồi ha. Rồi đi vào mục tiếp theo, đó là điểm thuộc mặt phẳng. Cho hai điểm AB và mặt phẳng B như hình 3. Đây, hai điểm AB, mặt phẳng B như hình 3. Đó, nếu điểm A, đây là kiến thức trọng tâm nha, phải nắm đó, thuộc mặt phẳng B thì ta nói A nằm trên B. A nằm trên B hay là B chứa A, hay là B đi qua A và ký hiệu là A thuộc B. Đó, hiểu không? Còn nếu điểm B không thuộc mặt phẳng B thì ta nói B nằm ngoài B, hay là B không chứa B, B phở không chứa B bò đó. Đó, và ký hiệu là B không thuộc mặt phẳng B. Thấy chưa? Đó, hình vẽ rất là tượng trưng ha. Ừ, mình hiểu giống vậy ha. Rồi. Biểu diễn các hình không gian lên một mặt phẳng. Để biểu diễn một hình không gian lên một mặt phẳng, tờ giấy, mặt bảng, vân vân, ta thường dựa vào các quy tắc như sau. Hình biểu diễn của đường thẳng là đường thẳng, của đoạn thẳng là đoạn thẳng. Thứ hai là giữ nguyên tính liên thuộc, thuộc hay không thuộc giữa điểm và đường thẳng hoặc đoạn thẳng. Giữ nguyên tính song song cắt nhau giữa các đường thẳng. Biểu diễn đường nhìn thấy bằng nét liền và biểu diễn đường che khuất bằng nét vẽ đứt đoạn. Đó, mình thấy cái hình A không? Thì có cái những cái đoạn đứt đứt đó là cái bị khuất, giống như trong không gian vậy đó. Thấy không? Mình nhìn xuyên ra một ngôi nhà thì ở bên ngoài mình nhìn thấy thôi chứ bên trong không thấy. Thì bên trong nó những cái giống như là những cái đường đó là nó bị khuất, đúng không? Thì đặt ký hiệu là nét đứt. Đó. Chúng ta hiểu ha. Rồi, đi vào phần tiếp theo. Cái chữ này đó chính là thực hành các chữ V này, chính là thực hành các bài tập cơ bản theo yêu cầu cần đạt được ha. Rồi, tức là phải cần đạt, nói cái gì nói, sách giáo khoa là phải nằm lòng. Mấy bạn có thể quên bất cứ cái gì, nhưng nếu bạn quên thì kiến thức sách giáo khoa là mấy bạn không bao giờ học giỏi được. Đấy. Tất cả bài tập trong này, kiến thức, lý thuyết là phải nắm vững. Rồi, sau đó mình muốn học thêm cái gì đó thì học. Rồi, câu A. Vẽ hình biểu diễn một của một hình hợp chữ nhật. À, vẽ hình biểu diễn của một hình hợp chữ nhật. Ừ, thì cái này dễ quá rồi, đúng không? Bây giờ cái thao tác vẽ như thế nào, thầy sẽ vẽ cho em xem luôn. Nè, này bỏ đi. Nè, cái cách vẽ như thế này. Đầu tiên mình sẽ vẽ một cái hình bình hành trước.
Rồi mình vẽ một cái hình bình hành trước. Rồi sau đó mình cũng vẽ đúng một cái hình bình hành như thế. Rồi mình nói đó lại, những cái này nó phải thẳng đứng nha, đừng có vẽ nghiêng nha. Nhưng mà sau này mình có học những bài nghiêng nữa, nhưng mà ở đây hình hộp chữ nhật là nó phải đứng, mình vẽ nghiêng là sai đó. Mấy cái điểm thì thường có dấu chấm, nhưng mà để cho nó đẹp thì sau này người ta không để chấm. Những cái đường này là nít đứt, là nó bị khuất đó. Mình ký hiệu vô, mình ký hiệu vô cái tên gì cũng được đúng không? Nó không cho mình tên gì, mình đặt đại đi. Thì thường người ta thích lấy những cái chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái đó, ABCD, A phẩy, B phẩy, C phẩy và D phẩy. Còn mấy bạn muốn đặt cái tên gì cũng được đó, bạn thích chữ nào bạn đặt. Nhưng mà theo như người ta thường người ta thích đặt những chữ bạn đầu của bảng chữ cái. Rồi đây là ghi theo thứ tự nha, A B C D trên, thì trên phải là tương đứng thêm dấu phẩy vô thôi, chứ bạn ghi ngược lại là ghi là sai đấy. Rồi đó là câu A ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu B. Quan sát hình 4A. À, vẽ hình với giữ hình hộp nhật đây, quan sát cái hình 4A. À, thấy hình 4A ha, cho biết điểm nào thuộc, điểm nào không thuộc vào khoảng B. Cái mặt khoảng B á, mình hiểu ha, cái mặt khoảng B đó chính là cái mặt khoảng gì, mặt khoảng ABCD á, hiểu không? Khoảng B đây nè, đây nè, đó chính là cái mặt khoảng đáy á. A là ở khoảng A phẩy nè, B phẩy, C phẩy, D phẩy, cũng B đó. Vì những điểm thuộc đó là A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Còn những cái điểm không thuộc là A, B, C, D. Hiểu không? À, thì chúng ta chỉ trả lời thôi. Đúng không? Dựa vào hình vẽ. Đó. Dựa vào hình vẽ. Thì ta có các điểm thuộc mặt phẳng B là A phẩy, B phẩy, C phẩy và D phẩy. Rồi các điểm không thuộc mặt phẳng B là A, B, C, D. Rồi, chúng ta hoàn thành được cái câu B. Bây giờ chúng ta đi vào câu C. Quan sát hình 4B. Rồi, hình 4B. Cho biết điểm nào không thuộc mặt phẳng Q. Cái này cũng dễ luôn, mặt phẳng Q là phẳng này nè. Rồi, cái điểm thuộc đó là A, C, D. Còn điểm không thuộc là điểm B. Dễ ha. Rồi, dựa vào hình vẽ, ta có các điểm thuộc mặt phẳng Q. Là mình lấy ba cái điểm A, C, D đó. Rồi, các điểm không thuộc mặt phẳng Q. À, thì gì có điểm điểm không thuộc vào khoảng B thôi, cái này không phải là các điểm, có một điểm mà mình ghi chữ các vô là sai, là điểm B. Rồi đó là chúng ta hoàn thành được cái thực hành số 1 đúng không? Đấy, cái chữ V này gọi là thực hành. Rồi đi vào mục số 2, đó là các tính chất được thừa nhận của hình học không gian. Thừa nhận là sao, là nó đúng, không chứng minh được. À, giống như gọi là tiên đề rồi. Đó mình học là tiên đề click ấy, là thừa nhận thôi chứ không chứng minh. Tức là nó xem như cái đó là đúng, là cái đầu tiên chấp nhận là đúng, thì cái đó không chứng minh được, người người ta gọi là thừa nhận đó. Giống như 1 cộng 1 bằng 2 là không chứng minh được nhé.
Đó, những cái đó được xem như là tiên đề. Rồi, ví dụ chứng minh là 2 cộng 5 bằng 3 cộng 4 thì cái đó chứng minh được. Vì sao 2 cộng 5 bằng 7, 3 cộng 4 bằng 7, hai cái đó cùng bằng 7. Đó, thì cái đó chứng minh được. Hiểu không? Thì cái nào mà không chứng minh được, đưa ra đầu tiên nhất thì người ta gọi là tiên đề hay là thừa nhận. Rồi, quan sát hình 5. Chúng ta đi vào và khám phá thứ hai. Quan sát hình 5 bên phải đó. Đó, và cho biết muốn gác một cây sào tập nhảy cao đó thì người ta dựa nó vào mấy điểm trên giá đỡ hay cộng, thì mình biết mấy điểm ha, hai điểm đúng không, hai bên mỗi bên là một điểm đó, thì mình dựa vào hai điểm trên cộng ha. Tại vì sao? Bởi vì cây sào là đường thẳng, mà qua đường thẳng á chỉ có hai điểm duy nhất thôi, là chỉ xác định được duy nhất một đường thẳng ha. Qua hai điểm phân biệt thì chỉ có duy nhất một đường thẳng. Cho nên mình chỉ cần hai điểm là đủ gác cây sào rồi. Một điểm thì thiếu, mà ba điểm thì thừa. Hiểu không? Cho nên người ta không thừa không thiếu. Cho nên người ta chỉ cần đúng hai cái cây gác thôi. Nha, hai cây cọc để gác cây sào lên à, là đủ, không cần ba cây, bốn cây cọc gì hết. Rồi, vậy chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào? Để gác một cây sào tập nhảy. Đó, để gác một cây sào tập nhảy cao, người ta đó, người ta cần dựa nó vào hai điểm trên cọc đỡ, người ta cần dựa nó vào hai điểm trên cọc đỡ à. Rồi là chúng ta hoàn thành xong cái phần thực hành số 2. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tính chất thừa nhận đây. Thừa nhận nó xem như là tiên đề click nha. Và những cái nào mà có hình bóng đèn này là mình biết rồi. Đó chính là kiến thức trọng tâm. Ở đó giờ mình nghe cái gì đúng không? Nói thì cô nói là em cần phải nắm vững kiến thức trọng tâm. Nha. Đó là nội dung cần lĩnh hội. Cái này cái nào quên chứ cái nào... Cái này là không được quên. À, nếu quên cái này là mất gốc. Mà mất gốc là mất căn bản. Là không có học được toán. À. Rồi. Giống như cấp 1 mà quên đi củ chương. Thì không có học được. Hiểu không? Ví dụ cấp 2 mà quên đi hằng đẳng thức. Thì không có học được. Ví dụ vậy đó. Một số cái là mình buộc mình phải nhớ. Không được quên. Quên là không học được. Rồi. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt cho trước, tức là ví dụ hình bên này nè, AB nè, đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt AB được ký hiệu là AB. Ta cũng nói đường thẳng AB xác định bởi hai điểm AB, tức là qua hai điểm phân biệt chỉ có duy nhất có một và chỉ một, tức là duy nhất một đường thẳng thôi, không có hai đường thẳng nha. Và cái này là cái mà người ta thừa nhận, tính chất này thừa nhận không chứng minh, xem như nó là cái đầu tiên, giống như một cộng một bằng hai không chứng minh được, và những cái khác chứng minh thì sẽ thông qua cái này, được ha. Rồi nó sẽ đi vào ví dụ một, cho ba điểm phân biệt MNB không thẳng hàng, có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai trong ba điểm đã cho. Rồi ba điểm MNB không thẳng hàng thì mình có cần vẽ ra không, thì có lẽ là cũng không cần vẽ đâu, thì vẽ cho vui thôi. Rồi, cái này không cần vẽ nha, M đây, N đây, không thẳng hàng B. Đó. Vẽ để cho mình thấy ha. Rồi nó yêu cầu là gì, nó hỏi là có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai trong ba điểm đã cho, thì theo em có bao nhiêu đường thẳng? À, có tổng cộng là ba đường thẳng đúng không? Thì theo tiên đề clip á, do qua hai điểm phân biệt á, do qua hai điểm phân biệt chỉ có một đường thẳng, à, nên qua ba điểm phân biệt không thẳng hàng
MNB ha. Ta xác định được ba đường thẳng thôi, đó là MN đúng không, một cặp, NB hai cặp và BM. Vậy chỉ có ba đường thẳng thôi ha. Rồi chúng ta đi vào mục tiếp theo, đó là thực hành 2. Cho 4 điểm ABCD phân biệt. 4 điểm ABCD phân biệt. Trong đó không có 3 điểm nào đoạn hàng. Tức là 4 điểm này không có 3 điểm nào đoạn hàng, thì 4 điểm này nó lập thành một tứ giác. Nha, tứ giác. Rồi, có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai trong 4 điểm đã cho? Thì thí dụ bây giờ mình đặt ABCD đúng không? A này, B này. Ví dụ đây C này. Đây là mình vẽ tượng trưng thôi nha, tức là mình vẽ như thế nào cũng được hết, chứ không nhất thiết phải vẽ giống gì. À, ví dụ ABCD như thế này, không có ba điểm nào thẳng hàng, đúng chưa? Thì bây giờ có bao nhiêu đường thẳng đi qua, thì có tất cả, mình sẽ đếm là không bị sai sót là như thế này nè, chỉ cho cái cách đếm nè. A mình ghép với B là một, A mình ghép với C là 2, A mình ghép với D là 3. Vì A hết ghép được rồi đó. Giờ đi T tiếp, T B ghép tiếp thôi, chứ không ghép lùi nha. C đó là 4, B ghép với D là 5. Rồi hết B đã, T D, C ghép với D là 6. Rồi D, T D không ghép được nữa, tức là có 6 đường thẳng. Hiểu không? Đó, có tất cả đã 6 đường thẳng. Trả lời nha, có tất cả 6 đường thẳng đi qua hai trong 4 điểm đã cho. Đó là mình đã là AB nè, đó, bắt tới AC, bắt tới AD, BC, BD, CD. Rồi, hả? Hiểu ha? Rồi, nhưng mà không cần vẽ hình ra đâu, tại thầy vẽ cho mình hiểu đó. Rồi, chúng ta đi vào phần hoạt động khám phá thứ 3. Hoạt động khám phá thứ ba là như thế nào? Xem cái hình đó là gì, quan sát hình số 7 ở hình bên này. Cái cây này là cái giá đỡ của mấy người live stream hoặc là nhiếp ảnh ha. Rồi quan sát hình 7 cho biết giá đỡ của máy ảnh tiếp đất tại mấy điểm. Mình thấy là có 3 điểm đúng không, ba cái chân á. Tại sao giá đỡ máy ảnh thường có ba chân? Đó, mình có nghe cái câu nói nhân gian không? Vững như kiềng ba chân, tức là bất kỳ một cái gì, cái kiềng thấy không, hay là cái giống như cái ghế vậy nè, là khi mình để cái gì mà ba chân xuống đất thì nó luôn luôn là giữ bằng phẳng, cho dù mặt mặt đất nó có lồi lõm cỡ nào, mình để ba chân thì luôn luôn nó sao, nó đứng yên, nó cố định. Cho nên ta thiết kế ba chân chứ không phải ta thiết kế bốn chân, năm chân. Hai chân thì không đứng được, mà từ ba chân trở lên mới đứng được. Mà ba chân là vững nhất, bốn chân, năm chân có thể là nó không chông chênh, nó chông chênh không vững ha. Bởi vì mình sẽ học đó là tiếp theo là qua tính chất hài nè. Ở cái này nó gợi ý cho cái tính chất hài đó. Tức là ta nói là sao? Giá đỡ của máy ảnh tiếp đất tại ba điểm. Đó, qua ba điểm này. Đó, nó hỏi tiếp đất tại mấy điểm rồi nó hỏi tại sao. Đúng không? Tại sao giá đỡ lại thường ba chân, thì giờ mình trả lời nè. Qua ba điểm này, đó, ta xác định được duy nhất một mặt phẳng. Một bộ phận nên việc giá đỡ máy ảnh thường có ba chân. Đó, thường có ba chân để có điểm tựa. Đó, để có điểm tựa là một mặt phẳng. Đúng không? Giữ cố định máy ảnh.
mặt phẳng mới giữ được cố định máy ảnh nha. Rồi ta đi vào tính chất hai, cũng thừa nhận luôn à, giống như tiên đề click vậy đó. Bạn học lớp 9 thầy mà bạn cũng biết rồi đúng không? Rồi có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng cho trước ở hình số 8 này. À, à, mặt chú ý là mặt phẳng đi qua ba điểm ABC không thẳng hàng được ký hiệu là ABC như thế này, mặt phẳng ABC à, hiểu nha, tức là duy nhất một mặt phẳng thôi nếu ba điểm không thẳng hàng. Còn trường hợp mình lỡ như ba điểm thẳng hàng sao, ba điểm mà thẳng hàng nó là đường thẳng rồi, mà đường thẳng này có vô số mặt phẳng đi qua, mình hiểu không? Rồi cho nên trường hợp đó người ta không nói, nhưng mà không thẳng hàng thì chỉ có duy nhất thôi, được chưa? Rồi thì chúng ta đi vào cái ví dụ hai. Cho đường thẳng A nhỏ đi qua hai điểm phân biệt MN đó, và điểm O không thuộc đường thẳng A nhỏ, có bao nhiêu mặt phẳng đi qua ba điểm MNO? Thì mình biết rồi, MNO là ba điểm này nó không thẳng hàng, cho nên chỉ có duy nhất một mặt phẳng đi qua ba điểm đó thôi, hiểu chưa? Đó, tại vì MN thuộc A mà O không thuộc A thì chứng tỏ rằng O sẽ không thuộc A, cho nên ba điểm MNO sẽ không thẳng hàng. Tại vì thẳng hàng nó phải thuộc A, đúng không? Tại vì ba điểm thẳng hàng phải cùng thuộc một đường thẳng. Mà O không thuộc đường thẳng thì chứng tỏ là ba điểm không thẳng hàng thì có duy nhất một mặt phẳng đi qua ba điểm MNO thôi. Nghe trả lời này, do O không thuộc A nên ba điểm MNO không thẳng hàng. Đó, do đó chỉ có một mặt phẳng thôi đi qua ba điểm MNO. Rồi. Đã hoàn thành xong cái phần ví dụ 2. Giờ ta sẽ đi vào phần đó là phần thực hành số 3. Rồi, có bao nhiêu mặt phẳng đi qua ba đỉnh của một tam giác MNB? Thì chỉ mình biết cái tam giác MNB ha, không cần vẽ ra, vẽ ra cũng được. Đúng không? Tam giác MNB. Đây. Thì có duy nhất một thôi đúng không? Một mặt phẳng thôi. Đi qua ba điểm MNB. Đó. Rồi, tại vì qua ba điểm phân biệt thì không thẳng hàng thì chỉ có duy nhất một mặt phẳng. Đó, cho nên chúng ta trả lời đó là gì? Có duy nhất một mặt phẳng đi qua ba đỉnh. Đi qua ba đỉnh của một tam giác MNB. Rồi, chúng ta sẽ đi vào phần khám phá thứ tư. Đó là như thế nào? Quan sát hình 10 đó, và cho biết người thợ mộc kiểm tra mặt bàn có phẳng hay không bằng một cây thước thẳng như thế nào? Tức là những người thợ mộc, nếu mà ở nhà ai có làm thợ mộc thì mình sẽ thấy người ta lấy cái thước đúng không? Người ta muốn biết cái mặt bàn nó có thẳng hay không, người ta đẩy tới đẩy lui. À, nếu nó khít dưới cái mặt bàn á, nó không có bị chông chênh. À, tức là đẩy tới đẩy lui mà cái thước nó không có bị nghe lập cập á ha. À, nó mượt á thì lúc này là nó phẳng rồi đó. Còn mà nó nghe lập cập ha, tức là nó sẽ bị chông chênh, được chưa? Đó. Hiểu không? Rồi, tại vì cái mặt phẳng á, nó mà nếu nó là mặt nó là láng á, thì nó là mặt phẳng, mà mặt phẳng thì cái thước là đường thẳng thì nó phải nằm trên đó. Đúng không? Khi mình kéo tới nó lui nó sẽ không có bị chông chênh.
À, còn nếu như mà nó chưa là mặt phẳng, nó lồi lõm thì kéo nó sẽ bị trong trên. À, tức là chúng ta hiểu cái điều đó ha. Người thợ mộc đó kiểm tra mặt bàn phẳng bằng cách sao nè? Tra mặt bàn phẳng bằng cách sao? Đó, tức là đặt thước vào mặt bàn và đẩy di động. Tiếp theo là kiểm tra xem thước có khít với mặt bàn không. Nếu thước khít với mặt bàn thì mặt bàn phẳng. Còn thước bị trên so với mặt bàn, khi mình kéo ha, nó bị trên là đó, thì mặt bàn không phẳng. Rồi, hiểu ha. Thì cái tính chất hai này là phải nằm lòng nha. Là qua 3 điểm không đẳng hàng, chỉ có duy nhất một một mặt phẳng. Để chúng ta đi vào cái tính chất thứ ba, cũng là thừa nhận không chứng minh. Nếu một đường thẳng có hai điểm phân biệt thuộc mặt phẳng thì mọi điểm của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng đó. Tức là ví dụ đường thẳng AB nè, đường thẳng D á, có hai điểm AB thuộc mặt phẳng B thì mọi điểm trên đường thẳng đó cũng thuộc luôn. Đúng không? Rồi, chú ý đường thẳng D nhỏ nằm trong mặt phẳng B thường được ký hiệu là D là con của B. Hoặc ký hiệu ngược lại, D là cũng là con của B mà ghi ngược lại, có hai cách ghi. Ủa sao có hai cái hai cách ghi? Tại vì trong khi mình giải bài tập có khi mình ghi đường thẳng D đứng trước mặt phẳng B nó đứng sau. Có khi trong trường hợp mình ghi B đứng trước thì D phải ghi sau, cho nên nó phải ghi ngược lại, hiểu không? Rồi, còn thuộc là không ghi ngược lại được nha, thuộc là phải ghi giống vậy thôi, chỉ có con là ghi ngược lại được thôi. Tại vì trong quá trình chứng minh nó xuất hiện rất là nhiều trường hợp là B đứng trước, cho nên buộc người ta mới thêm vô một ký hiệu này. Rồi, nói gì bạn rõ ha. Rồi, ví dụ 3, tức là cái này mình hiểu ha, tức là nếu mà đường thẳng có hai điểm phân biệt thuộc mặt phẳng, đường thẳng D này có hai điểm phân biệt thuộc mặt phẳng thì chắc chắn là mọi điểm trên đường thẳng D đều thuộc mặt phẳng. Nếu mà có một điểm là không được, phải hai điểm mới được ha. Rồi, phải hiểu điều đó. Ta đi vào ví dụ 3. Cho 3 điểm ABC không thẳng hàng. Cho 3 điểm ABC không thẳng hàng và một điểm M nằm trên đường thẳng BC. Rồi, mặt gọi B là mặt phẳng đi qua 3 điểm ABC, chứng tỏ M thuộc B. Thì cái này mình phải vẽ hình ra. Rồi. Rồi, cho 3 điểm ABC còn thẳng hàng, vậy mình vẽ đại đi ha. Rồi, ví dụ đây, 3 điểm M, đây, 3 điểm ABC. Không thẳng hàng và điểm M thuộc nằm trên đường thẳng nha, chứ không phải là đoạn thẳng nha. Đường thẳng thì mình có thể là lấy M nằm đây đi. Đường thẳng không có vẽ đầu mút được, vẽ đây. Ví dụ vậy. Rồi, điểm nó thuộc thì mình cho nó có cái chấm. Gọi B là mặt phẳng đi qua 3 điểm ABC và chứng tỏ M nó thuộc B. B là mặt phẳng
đi qua 3 điểm ABC. Ở một phẳng này ký hiệu giống như hình bình hành, đúng không? Thì mình cũng ký hiệu giống như hình bình hành. Phẳng B thì mình để đây là chữ B. Rồi, tại sao M này nó lại thuộc mặt phẳng B? Thì đơn giản đây nè, mình xem như nè, mình áp dụng hồi nãy mình học cái tính chất số 2, được chưa? Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng, tức là mặt phẳng ABC, đúng không? Thì B là mặt phẳng duy nhất mà đi qua ba điểm ABC, đồng ý điều đó ha. Rồi mình áp dụng tính chất 3, đó là có một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt thì mọi điểm cho đường thẳng đó đều thuộc mặt phẳng đó, đúng không? Tức là đã có là cái gì, đã có là mọi điểm thuộc đường, tức là đường thẳng BC nè, đúng không? Đó, đường thẳng BC á, nó thuộc mặt phẳng B nha. Thì mọi điểm trên đường thẳng đó đều phải thuộc mặt phẳng B, tức là điểm M thuộc BC, cho nên nó cũng phải thuộc B. Đó là áp dụng tính chất 3, hiểu không? Đó là ta ghi, nhưng mà sau này mình làm bài tập mình không có ghi gì nha, tại vì ở đây là đang cái ví dụ sách giáo khoa nó trình bày sao mình trình bày giống như nó vậy thôi, nhưng mà sau này làm bài tập mình ký hiệu gọn lắm, ghi ghi ký hiệu mà, chứ không có dài dòng ghi chữ lời tính chất mấy chứ không có nhớ tính chất số mấy nổi đâu, nhưng chúng ta biết cái đó nó tồn tại thôi, chúng ta chỉ ghi thôi, chúng ta cũng không cần ghi tính chất. Tại vì mình đang học bây giờ, mình đang áp dụng cho mình hiểu đó, đó là áp dụng tính chất 2 nè. Đó, thì ta có là gì, qua ba điểm ABC có duy nhất một mặt phẳng, đúng không? Cho nên B là mặt phẳng đi qua ba điểm ABC, cho nên B là mặt phẳng gì, duy nhất đó đi qua ba điểm ABC đó. Rồi tiếp theo là gì, ta áp dụng tính chất 3 đó, ta có là mọi điểm của đường thẳng BC đều thuộc mặt phẳng B, đúng không? Tại vì đường thẳng BC nằm nằm trên mặt phẳng B mà, đúng không? Đó, đi qua ba điểm ABC thì BC đường thẳng nó phải nằm trên mặt phẳng B, đó đều thuộc mặt phẳng B. Thì ta lại có là M nó thuộc BC là để cho, đúng chưa? Đó, giả thiết đó là trình bày giống như sách giáo khoa nó giải vậy đó nha. Cho nên suy ra M nó sẽ thuộc vô B. Nha, tức là đang ứng dụng của gì? Ứng dụng của cái lý thuyết mình mới vừa học đó. Hiểu không? Trình bày giống theo vậy đi. Rồi, là chúng ta hoàn thành xong ví dụ 3. Nhưng mà sau này trình bày vô bài tập mấy cái đề thi là không có giải giống vậy đâu nha. Không có ghi tính chất mấy chứ á. Mà chúng ta ghi rất là gọn, thì ghi như thế nào thì nữa mình sẽ biết. Rồi, tiếp theo. Thực hành 4. Cho mặt phẳng Q đi qua 4 đỉnh của tứ giác ABCD. Mặt phẳng Q đi qua 4 đỉnh của tứ giác ABCD. Rồi. Các điểm nằm trên các đường chéo của tứ giác ABCD có thuộc mặt phẳng Q hay không? Giải thích. Sau này chắc chắn là thuộc, đúng không? Đấy. Bây giờ các đỉnh nằm trên đường chéo của tứ giác có thuộc hay không? Chắc chắn là phải thuộc rồi, đúng không? Đấy. Rồi, nhưng mà mình phải giải thích ra nha. Ở đây. Cho tứ giác ABCD vẽ đại đi, tứ giác nào cũng được. À.
Rồi, ví dụ thầy cho đây là tử gia A, B, C, D. Đó. Rồi. Có hai đường chéo nè, đúng không? Rồi, ví dụ mình lấy một điểm bất kỳ, điểm H đi. Ví dụ nằm trên cái đường thẳng AC. Rồi mình lấy bất kỳ một cái điểm nào đó, đúng không? Trên đường thẳng BD, điểm Q chẳng hạn, đúng không? Trên đường thẳng BD, HK đi ha. Người ta hỏi HK này nó có thuộc vô mặt phẳng Q hay không? Và mặt phẳng Q là cái mặt phẳng nó trước cái tứ giác này, chưa có tư giác, đúng không? Ví dụ gì bự quá ghi làm sao? Lúc này mình ghi gì nè? Phẳng B. À, nhưng mà thôi ghi gì thì nó kỳ quá. Rồi, cho nó nhỏ vô đây tí xíu. Thường cái alpha beta người ta mới ký hiệu là hai nét thôi, còn này bốn nét trên bình hành thì thường là chữ in hoa, đúng không? Ví dụ gì đó à. Mình làm giống sách giáo khoa gì đi. Gồm trả lời là sao? À, đầu tiên là mình sẽ có khoảng quy đúng không? Chứa này chữ quy nhé. Này là chữ quy. Đó. Rồi mình sẽ gọi H là một điểm bất kỳ nằm trên đường chéo. Chẳng hạn là AC của tứ giác ABCD thì mình áp dụng cái tính chất hai, đúng không? Áp dụng tính chất hai tức là ta có đó là quy, tại vì qua ba điểm đúng không thì có duy nhất một mặt phẳng, nhưng mà ở đây á nó qua bốn đỉnh của tứ giác thì ở đây ba điểm nè, tính chất hai nè, qua có một và chữ một qua ba điểm không đẳng hàng về trước, được chưa? Thì cái tính chất hai nó nói ba điểm thôi, cái gì giờ bốn điểm làm sao? Ví dụ đề cho qua bốn đỉnh của tứ giác thì mình hiểu là qua bốn đỉnh này nó cũng, nó không nói là bốn đỉnh này là không, không nói là bốn điểm là thẳng hàng được nha, mà nó bốn đỉnh này nó nằm trong tứ giác cho nên nó phải là thẳng hàng, không phải, nó phải là đồng phẳng, nó cùng nằm trong mặt phẳng đó, cho nên ta có quy là mặt phẳng duy nhất thôi, đúng không? Quy á, tại sao mặt phẳng duy nhất? Bởi vì qua ba điểm chỉ có duy nhất một mặt phẳng thôi, ABC, mà mặt phẳng quy nữa đi qua bốn đỉnh của tứ giác này, nếu mà có hai mặt phẳng á là vô lý, tại vì chỉ có một mặt phẳng quy đi qua bốn đỉnh này thôi. Ví dụ đi qua ba điểm ABC có một mặt phẳng quy, rồi đi qua ba điểm ABD có một phẳng khác nữa là nó có nhiều mặt phẳng thì không đúng, đúng không? Cho nên lúc trường hợp này chỉ có duy nhất một mặt phẳng thôi, tức là ta có quy là mặt phẳng duy nhất à, đi qua bốn điểm A, B, C, D. Tức là thay vì những cái này nó đưa vô sách giáo khoa mà đưa vô nó dày quá, hiểu không? Cho nên mình phải hiểu là sau này những cái hình trong hình hợp phẳng á, những cái hình tứ giác hay ngũ giác hay lục giác gì đó thì mặt phẳng đi qua nó là duy nhất, nhớ nha, nên là phải nhớ. À, mặc dù nó cho cái là 3 điểm thôi nhưng bây giờ sau này 4 điểm, 5 điểm trở lên cũng vậy luôn. À. Rồi sau đó mình áp dụng tính chất 3. Thì ta có là mỗi điểm AC nó thuộc mặt phẳng quy rồi thì mỗi điểm trên đường thẳng AC đều phải thuộc mặt phẳng quy, đúng không? À, chúng ta có cái đó. Thì ta có là gì? Mỗi điểm thuộc đường thẳng AC. Sau này không có trình bày tùm lum gì, nhưng mà không ghi, chỉ ghi đơn giản lắm. Ghi ra là AC là con của quy, H thuộc AC cho nên H nó thuộc quy, rồi vậy là xong.
ghi ký hiệu mấy giờ xíu cả ngắn ngủn rồi, nhưng mà tại đây mình đang học, mình giải thích bằng lời, dùng những cái này để cho nó mình hiểu ha, chứ còn trình bày cho này không phải vậy nha. Đó, ta có mọi điểm thuộc đường thẳng AC, đó, đều thuộc mặt phẳng Q. Đó, mà H thuộc AC, đúng không? Nên H cũng thuộc Q luôn. Rồi, vậy là mình hiểu ha. Tức là các điểm nằm trên đường chéo có thuộc không? Thì điểm H nó thuộc rồi. Thì bây giờ tương tự điểm K cũng thuộc luôn. Được chưa? Cho nên không cần chứng minh ghi lại nó mất công nha. Chứng minh tương tự với mọi điểm K ha, bất kỳ thuộc đường thẳng BD. Rồi. Vậy chúng ta kết luận là gì? Vậy các điểm nằm trên đường chéo. Vậy các điểm nằm trên đường chéo của tứ giác ABCD đều thuộc mặt phẳng Q. Hiểu không? Thì mình cứ học vậy đi, nhưng mà nửa trình bày trong bài tập như thế nào thì tôi sẽ trình bày khác lại, không phải là khác mà là nó đơn giản lại nha. Giống như hồi tiểu học mình học đúng không, thì mình phải áp dụng là từng bước nhân chia trước cộng trừ sau đồ đúng không, rồi thực hiện là trong mặt trước, nhưng mà tới hồi lên lớp càng lớn cái đó bấm máy nha, nó không có kêu mình làm từng từ đấy. Thì lúc này là mình sao là mình làm thì mình sẽ trình bày theo cái cách đó, là mình dùng ký hiệu chứ không có ghi tùm lum hết ha. Rồi ta đi vào tiếp theo, quan sát hình số 13 bên phải đây rồi, và cho biết bốn đỉnh A B C D, nó hơi mờ nha, D là trên cái đỉnh này là của cái bánh giò, mình biết bánh giò ha, có cùng nằm trong một khoảng hay không. À, nhìn biết là không cùng nằm trong mặt phẳng rồi. Bởi vì qua ba điểm B, C, D á, thì có duy nhất một mặt phẳng, giống như là mặt ở dưới mặt bàn vậy đó. Nhưng mà D này nó nằm trên cái đỉnh, cho nên nó không không thuộc nha. Vậy mình sẽ trả lời là như thế nào? Đó. Thì mình sẽ trả lời cho cái này, đó là bốn đỉnh A, B, C, D của bánh giò không cùng nằm trên một mặt phẳng. Đúng không? D của cái bánh giò không cùng nằm trên một phẳng. Đó. Rồi. Vậy thôi. Nó hỏi cùng hay không là không cùng. Nó đâu kêu giải thích đâu mà giải thích, cũng có giải thích gì được đâu giải thích. Đúng không? À, hình dạng nó vậy giải thích gì vậy? Rồi bây giờ ta đi vào cái tính chất thừa nhận thứ tư, tồn tại bốn điểm không cùng nằm trên một mặt phẳng, tức là bạn hiểu là sao, tức là nếu bốn điểm thì có hai trường hợp xảy ra, nó có thể là nằm trên một mặt phẳng hoặc là không nằm trên một mặt phẳng, nhưng nếu ba điểm thì chắc chắn nó phải nằm trên một mặt phẳng duy nhất, còn năm điểm thì cũng có thể nằm không nằm, nhưng mà thường ta dùng tới bốn điểm thôi, hiểu không? Tức là tồn tại là có đó. Thí dụ bây giờ nè, tồn tại số tự nhiên chia hết cho năm đúng không, có thì cũng có những số tự nhiên không chia hết cho năm đấy, hiểu không? Nhưng chắc chắn một điều gì vậy? Chỉ có duy nhất một số tự nhiên, chỉ có duy nhất một số tự nhiên là số, chỉ có duy nhất một số tự nhiên đúng không, là số gì, là chỉ ví dụ bây giờ mình nói là tồn tại đúng không, không có, mình sẽ nói là không có số tự nhiên, tức là không có số tự nhiên nào, chỉ có duy nhất số tự nhiên cũng được, chỉ có một duy nhất số tự nhiên là bé hơn một, đó là số không chẳng hạn. Nhưng mà chữ tồn tại này có thể là nó có một hoặc là hai hoặc là nhiều hơn. Cái chữ tồn tại mình hiểu không? Tức là từ một trở lên mới gọi là tồn tại. Đó, tại sao nó mới nói như thế này?
Tại vì mình hiểu nè, khi mà mình muốn chứng minh 4 điểm á, nó đồng phẳng hay không đồng phẳng á, thì nếu nó không đồng phẳng á, thì mình phải chứng minh là 4 điểm này không cùng nằm trên mặt phẳng. Thì lúc này nó phải tồn tại cái gì đó, điều kiện gì đó để mình chứng minh được, đúng không? Thì cái tính chất này chủ yếu là mình muốn người ta cho mình hiểu là sao? Không phải 4 điểm là luôn luôn là nằm trong mặt phẳng. Đó, ý nó nói gì? Có thể là không tạo ra được một mặt phẳng đi qua 4 điểm, hiểu không? Và cũng có thể là tạo ra được. Đó. Rồi để cho mình hiểu tính chất này thôi, hiểu nó là như vậy đó. Còn 3 điểm thì chắc chắn là chỉ duy nhất một mặt phẳng đi qua. Rồi, chú ý. Nếu có nhiều điểm cùng thuộc một mặt phẳng thì ta nói những điểm đó là đồng phẳng. Nha, tức là có thể là 4, 5, 6, 7 ngàn điểm thì những cái điểm đó gọi là đồng phẳng. Ví dụ sau này những bài tập là cái chứng minh 4 điểm, 5 điểm đồng phẳng thì mình chứng minh nó cùng thuộc một mặt phẳng. Đó, còn nếu không có mặt phẳng nào chứa các điểm đó thì ta nói không đồng phẳng. Đấy, tức là tìm ra không được thì không đồng phẳng, nhưng mà thường người ta kêu chứng minh đồng phẳng mà, chứ người ta không kêu chứng minh không đồng phẳng. Mình hiểu ha. Đấy, thường kêu chứng minh cái gì đó thì cái đó là cái đồng phẳng đó, chứ tôi cũng chưa có, giống như đó mình học lớp lớp 10 nó kêu chứng minh ba điểm thẳng hàng, chứ có bao giờ bạn gặp cái bài toán mà nó kêu chứng minh ba điểm không thẳng hàng đâu, đúng chưa? Đó. Rồi, hiểu ha. Ví dụ 4. Cho 4 điểm ABCD không cùng nằm trên một đường thẳng. Không cùng nằm trên một đường thẳng là sao? Tức là 4 điểm này không thẳng hàng. Còn 3 điểm thì có thể thẳng hàng hoặc là không thẳng hàng, 2 điểm thì chắc chắn là phải nằm trên đường thẳng rồi. À, nhưng mà chắc chắn là 4 điểm này nó sẽ có ít nhất là một điểm, nó có ít nhất là một điểm nó không nằm trên một đường thẳng. Ví dụ giờ 4 điểm này đúng không, không nằm trên, xin lỗi, không nằm trên một mặt phẳng, xin lỗi, 4 điểm này không nằm trên một mặt phẳng tức là sao? Tức là ABC, ví dụ gì ha, đồng phẳng rồi đúng không, thì chắc chắn là D nó sẽ sao, nó sẽ không nằm trên mặt phẳng ABC, được chưa? À, nói gì cho dễ hiểu. Rồi nó hỏi là có bao nhiêu mặt phẳng đi qua, bao nhiêu mặt phẳng nha, đi qua ba trong 4 điểm đã cho. À, ví dụ 4 thì nó là một cái hình tứ diện đó, bạn hiểu không? À, tức là mình vẽ cái hình nó ra là mình sẽ nhìn vô cái hình là mình sẽ biết được là có bao nhiêu điểm, bao nhiêu mặt phẳng đi qua. Thì chúng ta phải vẽ một cái hình minh họa ra. À, ABCD. Nó giống như hình cái bánh bánh giò này vậy đó, hiểu không? Tượng trưng. Hình học này khó đó nha, không có dễ nha. Và nó là hay nhất của lớp 11 và lên lớp 12 học lại rất là nhiều. Thi cử sau này thì cái này nó chiếm rất là nhiều ha. Rồi, 4 điểm ABCD, đúng không? Không đồng phẳng. Đó, 4 điểm ABCD không đồng phẳng, đúng không? Có bao nhiêu mặt phẳng đi qua 4 điểm? Vậy em nhìn đi. Em phải hiểu nè. A thì em 3 3 điểm thì chỉ có duy nhất, đúng không? Vậy mình đi theo cái bộ này cũng được nè, nhưng mình nhìn hình này nó sẽ trực quan hơn. Tức là A, B, C một mặt, A, B, D hai mặt, A, C, D ba mặt và B, C, D là bốn mặt. Hiểu không? Đó. Tức là mình phải hiểu như vậy. Tức là đúng không? Bốn điểm không được phẳng. Đó, tức là từ vì nè, vì 4 điểm
A, B, C, D. Đó, không cùng nằm trên mặt phẳng. Không cùng nằm trên mặt phẳng. Đó, nên theo tính chất số 4 tồn tại đúng không? Một bốn điểm không cùng nằm trên mặt phẳng á. À, tức là nên theo tính chất 4 á. Tức là anh em khỏi đi cho bốn điểm không cùng nằm trên một mặt phẳng. Thì mình sẽ trả lời nè. À, vì bốn điểm A, B, C, D không cùng nằm trên một mặt phẳng. Nên ta xác định được là gì? Mình trình bày giống như cái chỗ này của nó đi ha. Không cùng nằm trên mặt phẳng. Rồi, vậy mình có là mình đây là mình rồi, vì A, B, C, D là bốn điểm. Ghi gì này, trình bày này là bốn điểm. À, không cùng nằm trên một mặt phẳng. À, trong không gian đúng không? Tức là tồn tại theo tính chất 4 á, luôn luôn tồn tại đúng không? À, ý là mình đang áp dụng đó. Nó nói là không không cùng nằm trên một phẳng là luôn luôn có điều đó ha. À, theo tính chất 4 thì ta xác định được bốn mặt phẳng, tức là mình phải chứng minh nó tồn tại trước cái đã đúng không, rồi mình mới liệt kê ra được. Còn như lỡ như là nó bốn điểm thì nó chỉ có luôn luôn đồng phẳng là không được, hiểu không? Giống như ba điểm thì luôn luôn đồng phẳng, à, còn bốn điểm thì luôn luôn tồn tại cái điều đó, cho nên ta xác định được bốn mặt phẳng phân biệt. Bốn mặt phẳng biệt như nãy thầy liệt kê đó là gì? A, B, C. Ký hiệu mặt phẳng là biết ha. A, B, D. Rồi A, C, D. Rồi B, C, D. Rồi. Đó là chúng ta hoàn thành được cái ví dụ 4. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái thực hành số 5. Số 5. Cho tam giác MNB và điểm O không thuộc mặt phẳng chứa ba điểm MNB, tìm các mặt phẳng phân biệt xác định từ bốn điểm này. Y chang như kia chứ có khác gì đâu. Y chang bài này nè. Cho tam giác MNB đúng không? M N B. Đó, cho tam giác MNB và điểm O không thuộc mặt phẳng chứa ba điểm MNB. Tìm các mặt phẳng phân biệt được xác định từ bốn điểm này. À, y chang cũng bốn mặt phẳng giống này, nó sửa tên rồi. Chẳng qua thực hành là chúng ta làm lại cái giống như ví dụ thôi. Hiểu không? Rồi. Các mặt phẳng phân biệt được xác định từ bốn điểm. Từ bốn điểm M, N, B, Q là đầu tiên đó là O, M, N, O, M, B, O, N, B và MNB. Rồi, đó là chúng ta hoàn thành cái thực hành số 5. Các bạn hỏi sao không ghi lại giống gì? Tại vì đây là ví dụ để minh họa cho cái tính chất này thôi. Nhưng đi làm bài tập người ta chỉ ghi ra gì thôi. Đúng không? Chứ không ai ghi lại này ha. Rồi, ta sẽ đi vào cái thực hành cái khám phá thứ sáu. Rồi, khám phá thứ sáu như thế nào? Quan sát hình số 14 bên phải.
Đây, anh bên đó. Rồi, mô tả phần giao nhau của hai bức tường. Thấy hai bức tường không? Giao nhau là cái đường chính giữa nè, hai bức tường, mỗi bức tường xem như là một mặt phẳng giống như ví dụ nãy. Vậy hai bức tường này giao nhau là một cái đường thẳng chính giữa này, thấy không? À, thì từ cái này mình mới khám phá ra được cái tính chất số 5. Tức là khám phá, một động khám phá, tức là ta thấy ngoài thực tế nó vậy, thì chúng ta mới đưa vô trong toán học. Không? Tức là từ gì? Thực nghiệm á, chúng ta mới đưa ra cái lý thuyết đó. Hiểu không? Giống như bên lý, học lý hôm thì có nói đó. Rồi, chúng ta trả lời là sao? Phần giao nhau của hai bức tường đó là một đường thẳng. Hiểu không? Cái này chính giữa nè, đó là đường thẳng. Đó. Rồi, chúng ta đi vào tính chất số 5. Chắc thừa nhận nha, nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung, giống như mặt phẳng alpha nè và mặt phẳng beta nè, điểm chung là lại M, thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất chứa tất cả các điểm chung của hai mặt phẳng đó. Tức là cái đường thẳng chung duy nhất chứa tất cả các điểm chung, tức là phải đi qua M. Đúng không? Hay nói cái khác là hai mặt phẳng này á, mà có một điểm chung thì nó sẽ có một đường thẳng chung, hay còn gọi là giao tuyến. Đúng không? Còn nếu nó không có điểm chung nào thì nó song song là không có điểm chung nào luôn, tức là không có điểm chung, hoặc là có là phải là đường thẳng chung chứ không thể có một điểm chung được. Đúng không? Cũng không có thể có hai ba bốn gì trơn, mà có đường thẳng, và đường thẳng là vô số điểm chung á, ta mới gọi là đường thẳng chung. Đúng không? Rồi, chú ý đây, đường thẳng D là chung của hai mặt phẳng B và Q. À, đường thẳng D là chung của hai mặt phẳng, cái này là alpha và beta chứ, đúng không? Alpha và beta chứ đâu phải là B và Q. Không lẽ sách giáo khoa nó viết sai ta? Anh này là hình số 15. Đúng không? Rồi, để được coi lại coi sách giáo khoa. Đây. Đường thẳng D là chung của B và Q, là giao tuyến của B và Q, ký hiệu D và B và Q. Rồi, sách giáo khoa nó bị lỗi chỗ này nha các bạn. Ở đây không có mặt phẳng nào B với Q hết nha. Có B ở đây thôi, không có nha. Rồi. Vậy là do nó bị lỗi ha, sách giáo khoa cũng bị lỗi là bình thường, không có gì nha các bạn. Vậy ở đây thì sửa là alpha với beta đi, được chưa? Rồi, cái này là đường thẳng chung của alpha và beta. Rồi, hiểu không? Thì được gọi là giao tuyến của alpha và beta. Đó, đường thẳng D gọi là giao tuyến, ký hiệu là D bằng alpha giao với beta. Rồi. Hiểu ha? Rồi, đó cũng là một cái lỗi của sách giáo khoa bình thường thôi nha bạn. Tại vì mình hiểu không? Ai cũng phải có cái nhầm lẫn chứ đâu phải ai cũng đúng hết. Máy móc mà còn sai là bị đừng nói chi con người. Rồi, ta đi vào cái ví dụ số 5. Cho tam giác ABC và một điểm O không thuộc mặt phẳng ABC. À, không thuộc mặt ABC, giác ABC nha, điểm O không thuộc mặt ABC. Xác định giao tuyến của mặt phẳng OAB và ABC. Rồi. Cái bài này mình phải vẽ hình ra. Đây, cho tam giác ABC đúng không? Và một điểm O không thuộc mặt phẳng ABC. Rồi, cái mặt phẳng ABC, ví dụ thì sẽ
biểu diễn cho em xem để cho em dễ hiểu nha. ABC đây. Cho tam giác ABC ở bài điểm O nó không thuộc vào phẳng ABC, O nằm đây chẳng hạn, xác định giao tuyến hai mặt phẳng là OAB, OAB và OABC, OAB dưới đây là nét đứt, nó bị che một khúc nha, đó mình vẽ nét liền là sai, bởi vì cái mặt phẳng OAB nó che một khúc cái đó. À, xác định giao tuyến của một phẳng OAB và ABC. Thì giao tuyến là mình tìm ra mấy điểm chung. À, hai điểm chung, đúng không? OAB nè. Và ABC. ABC là mặt đáy này nè. À, vậy điểm chung thứ nhất là điểm A. OAB nó có chữ chữ A. ABC cũng có chứa chữ A. Điểm chung thứ hai là điểm B. OAB cũng có chứa điểm A. ABC cũng có điểm B chứ, cũng có chứa điểm B. Đó. Vậy giao tuyến của nó chính là cái đường thẳng AB. Hiểu chưa? Rồi. Thì mình trả lời sao? Ta có. Nếu mình ký hiệu gọn lắm nha, tại là ghi bằng lời nha. À, theo như lý thuyết trong sách giáo khoa nó ghi sao trình bày giống vậy đó cho mấy em dễ hiểu đó. Đó nó trình bày vậy nè, nó đúng không? Thì mình làm nhưng mà nữa sau này là mình sẽ trình bày theo cách gọn lắm nhé. Đấy. Là AB là hai điểm chung đúng chưa? Của hai mặt phẳng OAB và ABC. Suy ra AB là giao tuyến của hai mặt phẳng OAB. Dạ ABC. Hiểu không? Rồi, là chúng ta hoàn thành xong ví dụ 5. Giờ chúng ta sẽ đi vào cái thực hành số 6. Rồi, thực hành số 6 nha. Cho ABC là 3 điểm chung của hai mặt phẳng alpha và beta, hai mặt alpha ha và beta hình số 16 đó. ABC là 3 điểm chung. Thấy chưa? À, nó thuộc giống như cái bìa tập gì đó hiểu không? Hai cái trang tập trang giấy chính giữa nó có cái lằn. Nghe lằn kẻ đó, lằn giữa. Và giờ nó kêu chứng minh ABC thẳng hàng. Thì mình học rồi. Đúng không? Hồi nãy mình học cái tính chất số 5. À, nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất chứa tất cả các điểm chung đó. Hiểu không? Cho nên ở đây ABC là có hai mặt phẳng phân biệt có 3 điểm chung thì chắc chắn là 3 điểm chung này nó sẽ thuộc cái đường thẳng chung. Ha, tại vì nó có đã có một điểm chung rồi thì nó sẽ có một đường thẳng chung duy nhất. Đúng không? Mà này 3 điểm này có tới 3 điểm chung thì chắc chắn 3 điểm chung này cũng thuộc đường thẳng chung duy nhất đó. Mà nó thuộc đường thẳng chung đó thì nó phải thẳng hàng vậy thôi, hiểu không? Chúng ta gọi D đây, thầy không có vẽ D lên ha, mấy em thích thì vẽ D lên đó. Là mình gọi D lên, bổ sung lên cái hình này
Để thầy sẽ dễ đây là luôn. Đây. Đây chưa? À. Đây. Để cho mình rõ luôn ha. Rồi ta gọi D, gọi giao, gọi giao điểm của giao tuyến của hai mặt phẳng alpha và beta là đường thẳng D. Giao tuyến của mặt phẳng alpha và mặt phẳng beta. À, là đường thẳng D. Đúng không? Rồi. Thì ta có ABC là ba điểm chung của hai mặt phẳng phân biệt. Là ba điểm chung của hai mặt phẳng phân biệt alpha và beta. Đó, nên ABC nó sẽ thuộc vào D. Đúng không? Thuộc D. Mà ba điểm cùng thuộc một đường thẳng thì do đó ABC sẽ thẳng hàng, đúng không? Rồi là ta hoàn thành cái phần thực hành số 6. Thực hành thì nó sẽ gọn hơn, nó không có ghi tính chất này nó lung tung á, khi ví dụ rồi này nó phải ghi cụ thể hơn, có những cái nó cũng không ghi luôn. Rồi ta sẽ đi vào cái phần khám phá số 7 để mình tìm ra cái tính chất sao. Rồi. Trong mặt phẳng B, em mặt phẳng B ha. Cho tam giác ABC có MN lần lượt là trung điểm các độ thẳng AB và AC. Đó, mặt phẳng B. Mà cho tam giác ABC tức là tam giác ABC nó nằm trong mặt phẳng B. Đúng chưa? MN là trung điểm hai cạnh này, tính tỉ số MN chia BC, nhớ năm lớp 8 không? Đường trung bình đó của tam giác. Thì MN nó sẽ bằng là BC chia 2. Chỉ MN chia BC nó sẽ bằng 1 phần 2. Hiểu không? À, là tức là mình xét tam giác ABC có M là trung điểm của AB. À, N là trung điểm. Mình ghi lần lượt là đi. MN lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng ABC. Cho nên từ đó mình do đó MN là đường trung bình. Trung bình của tam giác ABC trong lớp 8 biết ha. Từ đó mình phải suy ra MN chia cho BC nó bằng là 1 phần 2, đó là tính chất của đường trung bình. Rồi hiểu chưa? Ủa, tại sao nó lại hỏi cái này làm chi vậy? Đúng không? Nó có lý do nó mới đi vào cái tính chất sẽ khám phá mà. Khám phá nó đưa ra cái mà cho mình học. Hiểu không? Đấy. Nè, nó đưa nè. Trong mỗi mặt phẳng, các kết quả đã biết hình học phẳng đều đúng. Tức là nếu như mình học từ xưa giờ nên tới năm lớp 9 rồi, lớp 10 rồi thì tất cả những kết quả nó đều đúng nếu mình xét trong cùng một mặt phẳng rồi thôi. Nè, chứ mình không xét hai mặt phẳng nha, chỉ một duy nhất một mặt phẳng thôi. Mỗi mặt phẳng nào đó thôi thì mình làm những cái kiến thức toán học đó giờ mình biết là đều đúng hết. Nó chỉ đúng trong trường hợp duy nhất là một mặt phẳng thôi. Mình phải hiểu điều đó nha. Rồi. Ta đi vào cái ví dụ 6. Cho 4 điểm ABCD không cùng nằm trên một mặt phẳng. Đây nè, A, B, C, D không cùng nằm trên mặt phẳng. Thấy ha? Rồi. A đây đây. À, cho 4 điểm ABCD là không cùng nằm trên một mặt phẳng.
là cái hình như thế này, nó giống như hình tứ diện. Rồi gọi O là trung điểm của CD. O là trung điểm. Sau này hình học không gian chúng ta không có sao, không có ký hiệu trung điểm ha. Ký hiệu nó phức tạp lắm, ghi chính giữa là được rồi. Gọi G, G phẩy lần lượt là trọng tâm tam giác của tam giác ACD và BCD. ACD nè, tức là mình hiểu làm sao, mình lấy AG là hai đoạn, GO là một đoạn đó, tức là AO mình chia thành ba phần, AG chiếm hai phần, GO chiếm một phần, chứ không có vẽ ra ba đường trung tuyến khác nhau nha. À, chúng ta vẽ như vậy thì cũng đúng, không sai, nhưng mà làm cho cái hình nó phức tạp lên. Tức là sau này những cái đó người ta hạn chế là không có ghi, bạn hiểu không? Nó phải vẽ giống như cấp 2 mà mình vẽ ba đường trung tuyến cắt nhau là trọng tâm, mà mình chỉ vẽ đúng một đường trung tuyến AO thôi, rồi mình chia cái đó thành ba phần thì mình lấy AG là hai phần, còn GO là một phần, đúng không? Còn G phẩy là tam giác BCD thì nó có O là trung điểm rồi nè, lấy ngay cái đường trung tuyến thôi, BO thôi, chia làm ba phần thì BG phẩy chiếm hai phần, G phẩy O chiếm một phần đó. Và bây giờ nó kêu mình chứng minh là G phẩy song song AB. Mình nhớ một cái định lý nổi tiếng không? Đó là định lý Thales đảo. Tức là bây giờ mình xét trong cái mặt phẳng là ABO nè. Thấy chưa? Thì ta có là AG chia cho AO là 2 phần 3. Hiểu không? Rồi trong một tam giác BCD nè, ta có là BG phẩy chia BO là 2 phần 3. Đó, dĩ nhiên mà mình xét trong tam giác ABO á, thì AG chia AO hàng 3, BG phẩy chia BO hàng 3, vậy GG phẩy song song với AB. Theo theo gì biết rồi ha. Nhưng mà theo đúng trong chuẩn trong sách giáo khoa đó là gì? OG chia cho OA. Chứng minh định lý Thales đảo á bằng OG phẩy chia OB thì OG chia OA là 1/3. Hiểu ha? Còn OG phẩy chia OB là 1/3 luôn. Cho nên theo định lý Thales đảo năm lớp 8 thì GG phẩy song song AB. Tại vì nó này nó chỉ đúng khi mình xét trong cùng một mặt phẳng thôi, tức là ứng dụng của tính chất sáo thôi, trong cùng một mặt phẳng, hiểu không? Đó. Rồi trình bày theo sách giáo khoa là như thế này nè, gọi B đó là mặt phẳng đi qua ba điểm A O B nè, A O B nè, là mặt phẳng. Nó muốn cho mình hiểu đi qua, nhưng mà nữa mình không có trình bày dài gì nhé bạn, trình bày mấy cái này không có ghi luôn á, tại giờ ghi cho hiểu đó. Tức là có một mặt phẳng qua ba điểm, chỉ có duy nhất một mặt phẳng đúng không, ABO, cho nên được xác định á, luôn luôn được xác định là theo cái tính chất hai đó. Rồi hiểu ha. Rồi, trong cái gì, trong cái mặt phẳng B này đó thì chúng ta làm y chang như hình học của các năm trước, tức là OG chia cho OA thì theo tính chất trọng tâm 1/3 đúng không, bằng 1/3, tức là vì G là trọng tâm của tam giác ACD, của tam giác ACD. Rồi tiếp theo ta cũng có tương tự là OG phẩy chia cho OB bằng 1/3. Vì G phẩy là trọng tâm của tam giác BCD. Từ đó mình mới suy ra OG chia cho OA bằng OG phẩy chia cho OB, tức là cũng bằng 1/3 đó. Cho nên áp dụng tính chất sáo. Đó, tính chất sáo là như thế nào? Các kết quả đã đúng trong hình học phẳng đều đúng. Tức là suy ra G phẩy đó là song song với AB, nhưng mà cái này đã là đúng theo là định lý Thales đảo, nhưng mà bây giờ lớn rồi nó không cần ghi, kể cả sách giáo khoa nó cũng không ghi luôn. Bạn hiểu không? Đó, nó cũng không ghi nha, nhưng mà mình phải hiểu từ từ đây nè, đó là nó đúng trong hình học phẳng đó nha. Nhưng mà tại sao nó không ghi ra, là gì mấy cái này lên cấp 3 ghi nó nhìn cái bài toán nó gớm lắm, bạn hiểu không? Mấy cái đó là bạn hiểu trong đầu hết, được chưa? Không cần ghi. Đó. Nhưng mà nói là phải nói à.
không nói là không được, thầy cô dạy mà không nói không được, phải nói lại ở cái đó kiến thức nào của cấp 2. Đó là lý thuyết đảo. Rồi tiếp theo, cái mặt phẳng B là đi qua ba điểm ABO á, hiểu không? Cái này không cần vẽ cái chữ B đó ra nha. Cho điểm E nè, nó dễ hình sẵn luôn, trên AB, thấy không? E trên AB. Sao cho EG cắt mặt phẳng đi qua ba điểm BCD. EG, nói EG là cắt mặt phẳng đi qua ba điểm là BCD. Muốn cắt được thì nó phải cắt một cái đường nào đó, đúng không? EG nó nằm trong mặt phẳng ABO, tức là mặt phẳng B. Như vậy nó muốn cắt được BCD thì nó phải lựa một cái đường nào đó trong trong BCD mà phải nằm trong cái mặt phẳng B, đó là BO, nó kéo ra nó mới cắt tại F, hiểu chưa? Đó, cắt BCD tại F. Và nó kêu chứng minh rằng bốn điểm BG phẩy OF thẳng hàng. Đó. Mình biết rồi, muốn chứng minh thẳng hàng này thì nãy mình học đó, tức là mình chứng minh bốn điểm này nó cùng thuộc hai mặt phẳng phân biệt thì nó sẽ thẳng hàng, đúng không? Bởi vì hai mặt phẳng phân biệt thì nó có chung một đường thẳng, cho nên bốn điểm này nếu nó thuộc hai mặt phẳng phân biệt thì nó sẽ nằm trên cái đường thẳng chung đó, cho nên nó thẳng hàng. Vậy bốn điểm này nó nằm trên mặt phẳng nào? Mặt phẳng B và Q. B tức là mình gọi hồi nãy là ABO đó. À, nè, cái chữ B nó có trong đây. B, O nó có trong O, đúng không? F, F là nó thuộc EG, mà EG nó lại chứa trong ABO, à, cho nên nó cũng thuộc luôn. Còn O thì hiển nhiên nó có mặt trong này rồi, đó, cho nên còn G phẩy nó thuộc BO á, cho nên nó cũng chứa trong ABO luôn. Còn cái bốn điểm B, G phải LF này nó thuộc mặt phẳng Q, là mặt phẳng BCD á. Tại vì BCD nó chứa điểm B nè. G phải nó thuộc BO, mà O cũng thuộc CD, cho nên G phải nó cũng nằm trong đó. O nó thuộc CD, cho nên mà CD nó nằm trong đó thì O cũng nằm trong đó luôn. Em mình hỏi hiểu chắc ha. F nó thuộc vô BO thì nó cũng thuộc vô đó luôn. Tức là nó cùng thuộc hai mặt phẳng B và Q. Cụ thể mặt phẳng B là mặt phẳng ABO, mặt phẳng Q là mặt phẳng BCD. Đó. Thì làm sao mà mình biết được? Thì làm với nó quen thì sao vậy? Thì làm càng nhiều mình sẽ càng biết thôi. À, cái gì cũng vậy, mình phải tiếp xúc nhiều đi rồi mình mới hiểu. Bây giờ nói vô thì mấy em có thể là thấy khó, nhưng mà từ từ đi, rồi mấy em sẽ thấy nó dễ nha. Cái này dài lắm nha bạn. Học chắc khoảng 2 buổi mới xong nổi, 1 buổi không xong nổi đâu. Rồi, tiếp là chúng ta sẽ gọi Q là mặt phẳng đi qua ba điểm BCD. À, BCD à. Tại sao biết đó thì mình làm gì mình mới biết chứ. Rồi, các điểm nó chỉ nói ra thôi chứ không cần chứng minh cụ thể nha. À, quan trọng là anh có chỉ ra được cái mặt phẳng đó hay không thôi à. Các điểm là B, G phẩy nè, OF nè. Đó, là điểm chung đó, của hai mặt phẳng phân biệt B và Q. Đúng không? Đó, B là gì, Q là gì ha? B là mặt phẳng đi qua ba điểm này, còn Q là mặt phẳng đi qua ba điểm này. Đó, mà theo cái tính chất năm là gì? Đó, là nó thuộc đường thẳng chung đúng không? Chúng phải cùng nằm trên giao tuyến của B và Q. Ở hai mặt phẳng thì có chung giao tuyến, mà giao tuyến là đường thẳng, mà các cái điểm đó nó cùng nằm trên đường thẳng thì nó phải thẳng hàng, hiểu chưa? Cho nên BG phải OF thẳng hàng. Rồi, thế thôi, đơn giản thôi, đâu có gì đâu nha. Rồi, đó là chúng ta hoàn thành được cái phần ví dụ 6. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần xong con này nữa chúng ta ngưng được rồi ha. Buổi sau chúng ta sẽ làm cái phần còn lại. Đó, hết hết. Chúng ta sẽ đi vào cái cách xác định. Chưa? Còn rất là nhiều. Cái này chưa chắc 2 buổi xong đâu. Nè, thì cứ làm đi. Nhưng mà thấy nó nhiều đó. Rồi, vậy hình học phải tăng cường hơn ha. Nói chung cái nào cũng nhiều chứ không bạn. Đó 11 nặng á, chương trình không có nhẹ đâu.
lớp 11 nặng đó nha. Rồi. Cái phần này, cái dấu này người ta gọi là cái gì? Cái dấu này người ta gọi là cái gì? Đó, chính là vận dụng là cái khó nhất của toán đó. Trong các cái này, ứng dụng kiến thức để giải quyết cái vấn đề khó nhất nha. Rồi, tại sao muốn cánh cửa đóng mở được im? Thì các điểm gắn trên cái bảng lề ABC của cánh cửa và mặt tường phải cùng nằm trên đường thẳng đó, tức là mấy cái người mà sửa cửa đó, người ta phải biết cái này, tức là những cái bảng lề này nếu mà chúng ta không gắn cùng trên đường thẳng là nó sẽ không có im đâu, kéo nó sẽ kêu kêu nha. Bởi vì sao? Bởi vì mình hiểu nè, cái cửa là một mặt phẳng. Mình hiểu như nó là một mặt phẳng và cái tường cũng là một mặt phẳng. Như vậy nếu ba cái gì, ba cái bản lề này đúng không, mà không để thẳng hàng, tại vì giữa mặt tường và cái cửa nó phải có điểm chung đúng không, khi gắn lại điểm chung mà điểm chung phải nằm trên đường thẳng thì nó mới êm. Còn nếu nó có nhiều điểm, những cái điểm chung nào nó không nằm trên đường thẳng thì nó sẽ làm sao, nó cái cửa và cái mặt tường nó không có tiếp xúc với nhau, giao với nhau nha, theo cái dạng đường thẳng thì nó sẽ bị chông chênh và nó sẽ bị kêu, hiểu không? Kêu thì mình đâu có ai muốn cái cửa mà gắn kêu đúng không? Tại sao kêu? Bởi vì khi không thẳng á, thì cái cửa nó sẽ không có sao mở ra mở vô á, thì nó sẽ không có kéo. Nó không có cái kiểu gọi là nó cắt đều cái mặt tường. Cái khoảng cách giữa cái bản lề, giữa cánh cửa và mặt tường nó không có đều nhau, cho nên có những lúc mà nó va chạm vô cái tường luôn, thì nó sẽ làm hư cánh cửa luôn, chứ không phải là kêu không. Đó, cho nên mình sẽ giải thích là như thế này. Vậy đi thi nó có hỏi này không, có hỏi em ơi, nó không có hỏi ba này đâu, hiểu không? Không bao giờ hỏi mấy câu này, tôi gặp tôi giải biết bao nhiêu đề không có gặp mấy câu này đâu. Nhưng mà tại sao mình phải học? Tại vì mình học là để mình có cái tư duy về nó. Nên tư duy về nó là trong thực tế như nào thì lúc đó mình học thanh toán mình mới giỏi theo cái kiểu gọi là giỏi hiểu á. Chứ không phải là giỏi cái kiểu người học mà không biết cái đó là cái gì, hiểu chưa? Đó. Để cánh cửa đóng, giải thích nha, để cánh cửa đóng mở được im. Thì các điểm bảng lề ABC của mặt phẳng cánh cửa và mặt tường phải nằm trên một trục quay. Và trục quay này là giao điểm của mặt phẳng cánh cửa và mặt tường. Cái trục nha, nằm trên trục quay mới được. Giải thích cụ thể nó là như thế đó. Rồi. Đó là chúng ta hoàn thành xong cái phần này. Bây giờ cái này cũng còn khá là nhiều á. Rồi, nếu bây giờ mình làm thêm một ít nữa thì được nhiều nữa không? Thôi đi, được rồi ha. Mình tới đây đi. Rồi buổi sau mình đi tiếp, mình cứ học từ từ thôi. Tại vì thầy cũng có việc à, phải dạy tiếp chứ không thể nào dạy thêm tí nữa cũng được, mà thôi cũng không có được nhiều nữa đâu. Rồi. Các bạn cứ ấy đi, mình học tiếp ha. Rồi. Các bạn có thắc mắc chỗ nào không? Nãy giờ mấy bạn có bạn nào thắc mắc thì hỏi. Không có ha. Rồi.